Có một món mà em rất thích. Thế chị biết món gì em chị thích chưa? Là nem gì? Đúng rồi. Trời ơi, chữ thích là nem lắm đâu. Lần này á, nhiều bì với nhai mỏi hết răng luôn em. Có kệ đi. Trời ơi, chấm nước chấm thần thánh mới ăn được lợn non. Mềm.
Thôi mà em xin anh ấy. Anh hay kêu ca nhất tỉnh Thái Bình luôn ấy. Ngồi đi con, chịu khó nào. Xin cơm nào. Ôi, miệng xin à, khó tính quá. Thank you.
Ôi, mẹ xin điệp giai nào.